đầu. Đây gọi là gì? Đường thẳng. A chốt. Ký hiệu đó, đó là gọi là đường thẳng A chốt. Tiếp tục, đường thẳng B chốt. Hai thằng này cách nhau tại mấy điểm? Một điểm. Một điểm gọi là gì? Điểm A. Cắt. Cắt. Đọc là gì? A cắt. A. B tại. Tại. A. A chốt. Ừ. Trường hợp thứ hai, đây gọi là đọc là gì? A. Đường thẳng. Đường thẳng. A. Đây gọi là đường thẳng gì? B. Đường thẳng A. Hai đường này xong. Xong, 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 xong thì có điểm chung không? Không. Xong, A, xong, xong với B. Ký hiệu này gọi là song song nha Ti. Ký hiệu này gọi là song song nha. Xong, xong. Tiếp theo, trường hợp tiếp theo, đường thẳng gì? Đường thẳng A. A, tiếp theo nè, đường thẳng gì? Đường thẳng B. Hai này có hiện tượng gì hả? Chồng. Chồng lên nhau hay đè nhau? Hay là về chung một nhà thì gọi là chùng nhau. Chùng nhau được ký hiệu bằng chữ ba. Ba gạch ngang gọi là chùng nhau. Ba gạch ngang đây. Cắt nhau mấy điểm? Một điểm. Song song có mấy điểm? Không, không có điểm. À. Chùng vô số, vô hạn hay là nhiều điểm.